hòa hợp âm dương sinh bảo vật, minh việt phong thủy chấn hưng gia. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đến với bài thứ 19 của bộ môn kinh dịch, đó là các bước luận quẻ kinh dịch lục hào. Thì thời gian vừa qua thì mình nhận được cũng rất là nhiều cái tin nhắn của Facebook cũng như là Zalo. Các bạn nói thầy ơi, làm giúp em một cái clip để hướng dẫn về cái cách mà giải quẻ kinh dịch, bởi vì giờ giải quẻ kinh dịch em cũng không biết là giải như thế nào cho nó đúng. Thì trước đó thì mình cũng chưa bồi làm cái clip mà giảng dạy các cái bước về luận quẻ kinh dịch này, bởi vì mình thấy rằng cái thời lượng của cái phần lý thuyết á, nó vẫn hơi ít quá, chưa đủ để các bạn vào luận quẻ. Tuy nhiên đến bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta cũng có thể bắt đầu vào cái việc luận quẻ được rồi. Đương nhiên cái phần lý thuyết thì chúng ta vẫn chưa hết đâu, nó vẫn còn rất là nhiều cái phần lý thuyết chúng ta chưa học đến. Nhưng mà theo mình thì nếu như mà chúng ta học hết cái phần lý thuyết luôn rồi lúc đó chúng ta mới giải quẻ thì cái phần lý thuyết nó quá nhiều và các bạn cũng không nắm được hết, cũng không thể nhớ được hết. Cũng như là sẽ làm cho các bạn rất là dễ nản. Vì vậy đến cái bài thứ 19 này thì mình quyết định là đi vào cho các bạn luôn cái bước hướng dẫn các bạn giải quẻ kinh dịch. Thì đương nhiên còn một số cái phần lý thuyết nó còn bị thiếu sót thì mình sẽ từ từ mình bổ sung sau. Ví dụ như là không vong, ví dụ như là lục thủ, ví dụ như là vòng trường sinh, rồi ví dụ như là các cái khái niệm về nguyên thần, kỳ thần, vân vân rất là nhiều. Chúng ta chưa có học đến, nhưng mà các bạn cứ yên tâm rằng là chúng ta sẽ từ từ chúng ta cũng sẽ học đến nó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào các cái bước giải quẻ và chúng ta làm một số cái ví dụ về việc giải quẻ một cách hết sức là đơn giản, áp dụng các cái bước này để cho các bạn nắm được cái cách mà chúng ta sẽ giải một quẻ dịch như thế nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đó rằng là các cái bước mà giải quẻ này sau đây mình giới thiệu cho các bạn thì nó đi theo một cái trình tự logic. Có rất là nhiều bạn khi chúng ta học kinh dịch, chúng ta đọc sách vở hoặc là thậm chí chúng ta học rất là nhiều nơi, rất là nhiều thầy, nhưng mà khi gặp một cái quẻ dịch thì chúng ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đúng không? Tức là chúng ta luồn loàn xà lên hết, chúng ta bốc cái này một ít, bốc cái kia một ít, rồi chúng ta sọt cái này, chúng ta sọt cái kia, cuối cùng là cái quẻ dịch cho chúng kết luận là chúng ta không biết cắt khung như thế nào cho nó chính xác. Thì đó cũng là một cái bất cập trong việc mà chúng ta giải cái quẻ dịch mà chúng ta không đi theo một cái thứ tự có cái bài bản, có sự logic và có sự khoa học. Thì trong cái quá trình mà nghiên cứu cũng như quá trình giảng dạy cái bộ môn kinh dịch của mình á, thì mình đã đúc kết được ra những cái bước mà chúng ta có thể theo những cái bước này để chúng ta luận giải bất kỳ một cái quẻ dịch nào. Thường thì tầm khoảng 90%, hơn 90% các quẻ dịch thì chúng ta có thể đi theo các cái bước này rồi. Gặp một số cái trường hợp quẻ dịch đặc biệt thì chúng ta có thể đi nó hơi khác đi, thì cái đó thì từ từ chúng ta sẽ tiếp xúc sau. Còn theo như thầy thấy thì đa phần chúng ta đã đi theo cái hướng này rồi, và mình cũng khuyến khích các bạn chúng ta hãy đi theo những cái bước này mà mình đã vạch ra, thì chúng ta sẽ thấy cái việc giải một quẻ dịch nó cũng sẽ khá là đơn giản, chúng ta không có cái sự mơ hồ, không có cái sự chúng ta hay gọi là lúng túng. Gặp một quẻ dịch thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta bắt đầu từ đâu và kết thúc tại đâu, tiến trình như thế nào, thì chúng ta sẽ không bị cái lúng túng ha. Còn nếu như chúng ta không đi đúng cái thứ tự này thì thường là các bạn sẽ gặp lúng túng khi mà giải các quẻ dịch, rồi chúng ta sẽ không có khai thác hết các thông tin hoặc là không phải đầy đủ các cái trình tự thì sẽ bị thiếu sót ha. Rồi bây giờ mình sẽ xin phép đi vào luôn các cái bước. Đầu tiên bước 1. Đó. Bước 1 thì là chúng ta án quẻ kinh dịch ra. Đó, án quẻ. Tức là chúng ta gieo quẻ xong rồi chúng ta án các cái thông tin của quẻ kinh dịch ra. Ví dụ như chúng ta sẽ án địa chi, án lục thân, án không vong, án lục thủ và thậm chí là vong trường sinh vân vân. Thì có một cái lưu ý rằng là có cái án thiên can á, thì thực sự chúng ta cũng không có dùng đến nên chúng ta cũng có thể bỏ qua cái phần án thiên can, chúng ta đi vào chúng ta án địa chi luôn. Lưu ý là bước đầu tiên chúng ta cũng phải là tìm thể ứng, đúng không, xong là tìm quẻ gốc rồi lúc đó mới án địa chi rồi lục thân vân vân. Đó là cái bước đầu tiên.
Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ xác định dụng thần. Xác định dụng thần ở đây là chúng ta xem thử cái câu hỏi là gì. Thì từ cái câu hỏi đó thì chúng ta mới xác định biết được cái dụng thần là gì. Thì cái bước mà xác định dụng thần này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn ở trong cái clip bài thứ 17 xác định dụng thần rồi. Ví dụ như bây giờ mình sẽ hỏi, ví dụ hôm nay tôi có tiền không thì mình sẽ lấy thế tài làm dụng thần. Rồi năm nay tôi có được thăng chức không thì mình sẽ lấy hào quán quỳ làm dụng thần. Rồi hỏi ví dụ như là sức khỏe của bố tôi thế nào thì mình lại lấy hào hỏi cho bố, hoặc là hỏi cho mẹ thì lại lấy hào phù mẫu làm dụng thần. Cho nên là cái bước xác định dụng thần này thì mình cần phải xem ở bài 17 nhá. Xem bài 17. Tiếp đến bước thứ ba, xác định hào thế và mối tương quan giữa hào thế và dụng thần. Hào thế và dụng thần. Đầu tiên là xác định hào thế, đúng không? Hào thế tức là mình xem thử cái hào thế nó nằm tại vị trí nào. Ví dụ khi mà mình bấm quẻ rồi, đúng không? Khi mà mình biến quẻ thì mình sẽ xác định được hào thế ở hào mấy. Thì mình xem thử cái hào thế đó nó đi với cái lục thân nào. Thì mình gọi là lục thân đó tri thế. Ví dụ như hào thế mà đi với phù màu thì mình gọi là phù màu tri thế. Đó. Phù màu này, tri thế. Đó. Ví dụ như hào thế mà đi với thế tài. Đó, thì mình gọi là thế tài tri thế. Thế tài tri thế. Rồi. Hào thế mà đi với huynh đầu, huynh đệ thì mình gọi là huynh đệ tri thế. Rồi, hào thế mà đi với tử tôn thì mình gọi là tử tôn tri thế. Rồi, hào thế mà đi với quán quỷ thì mình gọi là quán quỷ tri thế. Đó. Tức là mình xem từ hào thế đi với cái lục thân nào thì mình gọi là lục thân đó tri thế. Rồi, tiếp theo là mối tương quan giữa hào thế và dụng thần. Trong cái phần mối tương quan giữa hào thế và dụng thần thì chúng ta có thể xác định như sau. Đầu tiên là hào thế tương sinh với dụng thần. Tương sinh với dụng thần, mình xem đó là tường tốt đẹp. Rồi mọi người lưu ý nha, cái chữ của mình ở đây là chữ tường tốt đẹp. Tường tốt đẹp ở đây là có nghĩa là mang ý nghĩa tốt đẹp, mang ý nghĩa dễ đạt được, chứ không phải là chắc chắn sẽ đạt được. Nhắc lại một cái này các bạn không nên hiểu nhầm nhá. Tức là mình thấy đó, mình sẽ thấy rằng ô, chắc là có thể đạt được thì dễ đạt được đó. Nhưng mà đạt được hay không thì mình vẫn phải xem tiếp, đúng không? Và để xác định cái này thì chúng ta nên về cái vòng lục thân. Ví dụ như vòng lục thân của chúng ta là huynh đệ sinh cho tử tôn, tử tôn lại sinh cho thế tài, thế tài lại sinh cho quán quỷ, và quán quỷ sinh cho phù màu, cuối cùng phù màu lại sinh cho huynh đệ. Đấy chính là cái vòng tương sinh của lục thân. Thì đây là vòng tương khắc. Huynh đệ thì sẽ khắc thế tài, thế tài thì sẽ khắc phù màu, phù màu thì sẽ khắc tử tôn, rồi tử tôn thì sẽ khắc quán quỷ, quán quỷ lại khắc huynh đệ. Đấy, chúng ta có cái vòng này, rồi chúng ta sẽ xác định xem từ dụng thân và hào thế nó cái mối tương quan như thế nào. Bây giờ giả sử như chúng ta hỏi rằng là hôm nay tôi có tiền không? Rồi hôm nay tôi có tiền không thì hào thế tài làm dụng thân, đúng không? Hôm nay tôi có tiền không là thế tài làm dụng thân. Thế tài làm dụng thân. Tiếp theo, lúc này chúng ta xác định hào thế, chúng ta giả sử chúng ta thấy thế ở từ tôn. Hào thai tai là dụng thân này, mà thế là ở tử tôn. Thì chúng ta thấy có phải là tử tôn sinh cho thế tai không? Đấy, tử tôn sinh cho thế tai. Đó, tức là có nghĩa là gì? Thế sinh cho dụng thân. Với thế là tử tôn, thế tai là dụng thân, thế sinh cho dụng thân. Cái này mình cũng có thể gọi là tường tốt đẹp.
đường tốt đẹp. Tốt đẹp ở đây có nghĩa là dễ đạt được nhé, không phải là chắc chắn sẽ đạt được, chắc chắn sẽ có đâu, nhưng mà có thể là nó sẽ dễ đạt được. Đó. Rồi, tương tự như vậy, cũng là chọn hao tai trong dùng thân. Ví dụ hỏi hôm nay tôi có tiền không, nhưng mà lúc này là cái dùng thân thì vẫn là thế tài, nhưng mà hao thế lúc này là nằm ở quán quỷ, ở quán quỷ thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là thế tài, đúng không? Đây là thế tài, đây là hao thế, chúng ta sẽ thấy rằng dùng thân sinh thế, đúng không? Vì dùng thân ở đấy mình là thế đấy, như vậy dùng thân sinh thế thì có nghĩa là cũng gọi là tường tốt đẹp, gọi là tường tốt đẹp là tường rất là dễ đạt được, và cái này là cái dễ đạt được nhất, tức là dùng thân nó sinh cho thế là cái tường dễ đạt được nhất, tức là tường mà mình gọi là tốt đẹp nhất, dễ đạt được nhất. Mọi người lưu ý nhá, mình để trong cái mục nhảy này, trong cái nhảy này có nghĩa là cái chuyện cái từ mà tốt đẹp hay cái từ xấu mà mình sử dụng á, nó không mang ý nghĩa là được hay không được, mà nó sẽ mang ý nghĩa là dễ đạt được hay là khó đạt được. Còn cái chuyện mà đạt được hay không mình vẫn tiếp tục phải xem tiếp các cái bước khác, cho chúng ta chưa thể kết luận được liền. Rồi, tiếp theo, hao thế năm tài dùng thân, năm tài dùng thân đây cũng được xem là tường tốt đẹp. Tức là giả sử như mình cũng tiếp tục đặt câu hỏi là hôm nay tôi có tiền không, hao thế năm tài thế tài luôn. Thì mình gọi là, ví dụ như là dùng thân là thế tài, thế năm tài thế tài, thì mình gọi là dùng thân tri thế, hay là thế tài tri thế, tức là hao thế năm tài dùng thân, mình còn gọi là dùng thân mà tri thế. Cái này cũng được xem là tường tốt đẹp. Như vậy tướng sinh cũng được xem là tốt đẹp, và cái dùng thân mà tri thế cũng được xem là tường tốt đẹp, và trong đó thì là dùng thân này sinh thế hoặc là dùng thân tri thế là hai cái tường là tốt đẹp nhất, là dễ đạt được nhất. Rồi, tiếp theo đó là gì? Hào thế và dùng thân là tướng khắc. Cả hai trường hợp này mình đều xét vào là tường xấu. Và mình tiếp tục để trong nháy. Cái tường xấu đây mọi người cũng cần phải lưu ý là xấu ở đây có nghĩa là không đạt được, hoặc là khó đạt được, hoặc là có đạt được cũng sẽ vất vả, đúng không? Còn không đạt được hay là khó đạt được, hay là đạt được mà vất vả, thì cái đó từ từ đi vào những cái trường hợp cụ thể thì chúng ta sẽ tính sau. Còn ở đây mình vẫn xếp nó vào cái tường xấu, và mình lưu ý luôn luôn là để trong nháy, bởi vì mọi người cần phải hiểu ý nghĩa cái từ tường này có nghĩa là mang cái hình tượng đó, chứ không hẳn là sẽ xấu, hoặc là không hẳn là sẽ tốt. Ví dụ như thế tai thì thế đi, gọi là tốt đẹp đi, nhưng mà gặp thế tai có suy quá thì cũng đâu có tiền đó. Cho nên là những cái trường hợp này chúng ta cần phải tức là thoáng trong cái việc đọc những cái câu, đọc những cái chữ này ha. Rồi, mình xấu đây, nhắc lại thế, hao thế và dùng thân mà tướng khác là xấu. Cùng ví dụ mình lấy cái hao thế tai làm dùng thân đi ha, thế tai làm dùng thân đó, thì mình sẽ thấy rằng giả sử như lúc này ở đây là dùng thân, mình lấy giả sử như lúc này cái hao thế là phù màu đó, hao thế là phù màu đi đó, như vậy lúc này hao thế phù màu, và ở đây gọi là thế, hao thế là phù màu. Chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là phù màu này, có phải là tương khắc không? Thế ta thì sẽ khắc phù màu, như vậy là dùng thân khắc mình, đúng không? Dùng thân khắc mình thì ở đây mình vẫn cho nó vào cái nhóm là tường xấu. Mọi người lưu ý, ví dụ như khi câu tài mà dùng thân là khắc mình, tức là mình là phù màu, dùng thân khắc mình, thì người ta hay nói là gì? Tiền tự tìm về mình, tiền tự đến với mình,
đương nhiên nó phải kèm theo điều kiện đó là tài vượng và thế vượng, thì lúc đó tiền nó tự đến với mình. Còn hoặc là gì, tài vượng nhưng mà thế suy nhưng mà không bị vô khí, thì đợi đến lúc mà thế vượng thì tài cũng tự tìm đến với mình. Nhưng mà phù mẫu trì thế thì luôn luôn là cái tường đó, mình gọi là cái tường vất vả. Cho nên là dù được hay dù không được thì mình vẫn xét nó vào cái nhóm xấu. Và nhắc lại, xấu ở đây có nghĩa là khó đạt được, không đạt được, hoặc là vất vả để đạt được. Mình tạm thời cho nó xếp vào tường xấu. Bởi vì sau khi mà sau này mà khi mà chúng ta đi vào những cái trường hợp khác không phải câu tai á, thường đa phần nó lại mang ý nghĩa là khó lắm. Chỉ có tai á, về phần mà gọi là quẻ câu tai á, thì tự nhiên là tai khắc thể, dùng thân khắc mình, thì tự nhiên là tai là tìm đến với mình. Còn với những trường hợp khác thì chưa hẳn là như thế. Cho nên là mình vẫn xét cái này vào cái nhóm tường xấu là vì vậy. Tiếp theo, và cái trường hợp tiếp theo là cùng là thế tài làm dùng thân, lúc này thế lại ở huynh đệ, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là thế tài. Thế tài là dùng thân, mình là huynh đệ, huynh đệ ở đây là thế, thì chúng ta sẽ thấy huynh đệ là khắc thế tài, đúng không? Huynh đệ khắc thế tài có nghĩa là mình khắc dùng thân, đúng không? Tức là thế khắc dùng thân, thế khắc dùng thân. Và trường hợp này là trường hợp mà chúng ta gọi là xấu nhất. Trường hợp này là rất là khó đạt được. Cho nên mình vẫn xét tường xấu, rất là khó để đạt được khi mà chúng ta bản thân chúng ta khắc dùng thân. Bởi vì chúng ta khắc dùng thân là giống như dùng thân nó thấy mình là nó trốn vậy, mình khắc nó mà. Cho nên nó thấy mình ở đâu nó trốn đi vậy, tạm thời chúng ta gì thì hiểu như vậy. Thế đó, đây là cái trường hợp mà chúng ta xem là xấu nhất và khó đạt được nhất. Vẫn có trường hợp đạt được, đúng không? Nhưng mà phải tùy theo một số cái trường hợp nó cụ thể thì mới đạt được. Còn bình thường thì chúng ta vẫn xếp nó vào nhóm xấu, đúng không? Và nhắc lại một lần cuối cùng nữa là xấu ở đây không có nghĩa là sẽ không đạt được, không có chắc chắn như vậy. Chúng ta phải xem trực tiếp xem nữa. Còn xấu và tốt ở đây, mình để có cái tường ở đây có nghĩa là gợi nhớ cái hình tường là tốt đẹp, hoặc là hình tường là xấu, là khó khăn, là vất vả, là khó đạt được. Rồi, như vậy là chúng ta xong cái bước thứ 3. Và lưu ý đối với cái bước thứ 3 này, khi hỏi cho người khác thì không cần xem, hỏi cho người khác thì có thể không cần xét đến, không cần xét đến. Tức là khi mà chúng ta hỏi cho mình nhá, thì lúc đó chúng ta mới xét đến cái bước thứ 3 này. Còn khi hỏi cho người khác thì có thể không cần xét đến luôn. Và sau tiếp theo đó là bước thứ 4. Tính suy vượng, suy vượng của hào thế. Lưu ý cái bước này mình cũng ghi luôn, đó là xem cho người khác, xem cho người khác cũng không cần xét, cũng có thể bỏ qua cái bước này. Tức là bước 3 về bước 4 á, khi mà chúng ta xem cho người khác chúng ta có thể bỏ qua cũng được, không cần xét để nó cũng được, không sao. Nhắc lại, bây giờ quay lại cái suy vượng của hào thế. Để tính suy vượng của hào thế thì đầu tiên chúng ta có một cái lưu ý thôi như sau. Đầu tiên là so sánh theo thứ tự, so sánh theo thứ tự năm trước rồi đến tháng rồi đến ngày đó. Mọi người lưu ý nha, chúng ta cứ đi theo cái thứ tự này cho mình. Đầu tiên tính năm trước, sau đó tính tháng, sau đó mới tính ngày. Thì lúc đó các bạn mới so, các bạn mới không có bị lúng túng. Còn nếu như nhiều bạn cứ nhìn vào ngày rồi nhìn vào tháng sẽ bị lúng túng.
bị lúng túng, cái lúng túng mà dễ gặp nhất đó, hay dễ bị thiếu sót nhất đó là cái ám đồng nhé, đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta so tháng trước và chúng ta so đến ngày, ví dụ như tháng hao đó trong tháng vườn mà được ngày xuân thì gọi là ám đồng, đúng không? Còn khi mà chúng ta đi so ngày được mà chúng ta đi so tháng sau thì dễ dễ lắm vào cái tình trạng là quên rằng là cái hao đó là ám đồng hay là bị nhật xung, là bị nhật phá. Cho nên là chúng ta cứ cố gắng chúng ta đi theo cái thứ tự này cho mình ha. Và thực tế mà nói thì đến cái bài hôm nay thì các bạn cần phải mua cái tài liệu của mình rồi. Bởi vì nếu như các bạn không mua cái tài liệu của mình thì sau này mình sẽ lấy toàn là cái ví dụ trong cái tài liệu này thì các bạn sẽ bị thiếu sót, hoặc là cả mình sẽ có một số cái kiến thức về lý thuyết á là mình giờ trong cái quyển sách này, mình bảo các bạn đọc trong cái quyển sách này để mình tiết kiệm cái thời gian đây, thì nó sẽ bị thiếu sót. Nên cái quyển sách này thực sự nó cũng rất là rẻ thôi, không đáng bao nhiêu tiền hết, nên các bạn cố gắng chúng ta mua để chúng ta theo dõi các cái bài học của mình ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn cái bộ môn này thì các bạn cũng có thể đăng ký cái khóa học online của mình. Thì hiện tại mình cũng đã có những cái khóa học online của rất là nhiều cái bộ môn khác, trong đó là có bộ môn kinh dịch này. Thì các bạn ai có nhu cầu tìm hiểu sâu thì các bạn có thể đăng ký học online. Bởi vì rõ ràng là khi mà mình dạy ở trên bảng, mà mình dạy trên YouTube này, thì mình cũng không thể đi chuyên sâu được, mà mình cũng chỉ đi ở một cái mức độ nào đó để cho tất cả các bạn chúng ta nắm được thôi. Còn đi chuyên sâu còn nó có rất là nhiều vấn đề, chúng ta hay gọi là nhiều bí kíp đó, thì cần phải học trực tiếp hoặc là học qua YouTube. Thì lúc đó mình mới đi sâu các cái quẻ và dài các cái bài toán, các cái thông tin của các cái quẻ nó nhiều hơn cho các bạn. Quay lại tiếp luôn tìm nói đến các cái khóa học online luôn. Thì hiện giờ ngoài cái bộ môn kinh dịch, mình cũng có rất là nhiều các cái bộ môn khác mà mình cũng đã có các cái khóa học online. Ví dụ như là bộ môn xem ngày, ví dụ như là bộ môn phong thủy loan đầu, phong thủy bát trạch, phong thủy huyền không phi tinh, huyền không đài quái của tam nguyên vô thường, và huyền không đài quái của tường đại hồng, vân vân. Rồi kỳ môn đồn giáp, rồi liên thành phái, vân 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 vân. Rất là nhiều các cái môn mà mình đã đang cả vào cái khóa học online hoặc là các cái khóa học trực tiếp tại học viện. Thì các bạn có thể xem ở các cái phần comment phía dưới cái link YouTube á, cái bài YouTube thì phía dưới sẽ có cái phần comment, là phần bình luận á, thì mình sẽ có các cái khóa học online, các bạn có thể đọc ở đó. Và các bạn xem thì các bạn có nhu cầu học về môn nào thì các bạn có thể liên hệ với mình ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái này. Bước thứ tư là tính suy vượng của hao thế. Thì đầu tiên là mình so sánh theo cái thứ tự năm trước này, xong rồi đến tháng này, xong rồi đến ngày. Thì đối với năm thì chỉ tính thái tuế và tuế phá. Nếu không lâm thái tuế, không lâm tuế phá thì không cần phải xét. Tức là thái tuế có nghĩa là cái hao đó là cùng địa chi với cái năm, địa chi của năm thì gọi là thái tuế. Tuế phá tức là hao đó mà là xung với địa chi của năm thì mình gọi là tuế phá. Ví dụ như mình có hao mão, đúng không? Ví dụ mình có hao mão mà cái năm giao quẻ của mình là năm mão, thì mình thấy rằng là mão và mão là giống nhau, thì cái đó mình gọi là lâm thái tuế. Hao mão lâm thái tuế. Tương tự như vậy, hao mão nhưng mà năm giao quẻ là năm dậu, thì mão với dậu thì xung nhau, thì mình gọi là hao mão là bị tuế phá. Tương tự như vậy, giả sử như là mình gieo quẻ là được hao tí, nhưng mà mình gieo trong năm tí thì mình gọi là hao tí là lâm tuế phá, lâm thái tuế. Còn ví dụ như hao tí nhưng mà mình gieo trong tháng năm ngọ mà mình có hao tí, thì tí với ngọ xung nhau thì mình gọi là hao tí là bị tuế phá. Thì đối với năm thì mình chỉ xét hai cái trường hợp đó thôi. Còn nếu như không phải thái tuế, không phải tuế phá thì còn bỏ qua, không cần phải nói đến. Đối với tháng chúng ta cùng xét theo thứ tự như sau. Đầu tiên đó là nhập mồ trước, rồi tiếp tục, thường thường là mồ này cũng có thể đi về tuyệt,
Tiếp tục là chúng ta mới xét đến tam hợp cục, rồi đến nhị hợp, đến nhị xung, và sau đó mới xét đến ngũ hành. Mọi người lưu ý cái này nhé, cái câu này nhìn vậy thì cực kỳ quan trọng nhé. Câu này các bạn cần phải đóng khung, bởi vì các bạn sai nhiều nhất là sai ở chỗ này. Mình nhầm thằng mình, các bạn sai nhiều nhất là sai chỗ này, bởi vì các bạn khi mà các bạn xét vào cái hào từ một cái là các bạn đưa vào cái ngũ hành ngay. Cái thói quen của bạn là vậy. Ví dụ mình thấy cái hào này là ngũ hành là gì, xong rồi tháng ngũ hành là gì, ngày ngũ hành là gì, tính sinh hay là tính khắc, bị nhầm lẫn liền. Các bạn phải đi theo từ từ này, lúc đó mới chuẩn được cho các bạn ha. Đầu tiên là mình xem thử, ví dụ cái tháng đúng không, tháng đâu trước đúng không, mình xem thử cái hào đó, trong cái tháng đó thì hào đó có bị nhập mồ không, hào đó có bị tuyệt không. Cái thứ nhất là thấy không nhập mồ hay không bị tuyệt, xong rồi chúng ta mới xét là cái hào đó có tám hợp cục không, cái hào đó cùng với một hào cả cùng với là cái tháng có nằm trong tám hợp cục không. Mà đương nhiên tám hợp cục thì phải có điều kiện. Thì điều kiện của tám hợp cục thì từ từ chúng ta sẽ học sau, chứ không phải là cứ có ba đủ ba con là tám hợp cục đâu, nó phải có cái điều kiện riêng của nó nữa. Thì tạm thời chúng ta có thể tạm hiểu rằng là mình phải xem thử cái hào mình cần xét kết hợp với tháng, kết hợp với một cái hào khác trong què có thành tám hợp cục không. Nếu thành tám hợp cục thì phải ưu tiên tính nó trong tám hợp cục trước, được chưa? Rồi nếu như không tám hợp cục thì bây giờ xét tiếp có nhị hợp với tháng hay không, tức là hào đó với tháng có nhị hợp hay không. Và lưu ý khi mà trong những cái bước này thì không cần quan tâm đến ngũ hành, chưa cần quan tâm đến ngũ hành gì hết, các bạn cứ xem như thế này cho mình, mặc kệ ngũ hành của hào đó với của tháng là gì, cứ thi theo đúng từ từ. Như vậy đến bước này chúng ta xem thử cái hào đó và cái tháng có nhị hợp được hay không. Nhị hợp được thì mình xét nhị hợp, bởi vì nhị hợp thì được tháng phó trợ thì sẽ vừa. Không phải nhị hợp thì chúng ta phải xét tiếp có xung hay không, có xung nhau hay không, đúng không? Nếu xung nhau thì sẽ như thế nào, và không xung nhau thì lúc đó chúng ta mới xét đến cái ngũ hành. Lúc đó chúng ta mới so cái ngũ hành của cái hào thể này với cái tháng này, xem thử nó tương sinh, nó tương khắc hay nó cùng ngũ hành, thì lúc đó chúng ta mới tính suy vượng của nó. Và mọi người lưu ý đến cái bước này, chúng ta cũng chỉ cần nhớ đến hai chữ suy và vượng mà thôi. Tức là được sinh được phò trợ thì mình tạm gọi là vượng, và bị tiết chế hoặc là bị khắc hoặc là đi khắc người ta thì mình gọi là suy. Chứ các bạn không cần nhớ đến vượng tượng hữu tu từ thì cái đó đối với các bạn học quen rồi thì không có sao, nhưng mà đối với các bạn mà mới học thì chúng ta nhớ nồi nhớ hết nắm cái trạng thái đó thôi cũng là mệt rồi. Cho nên là chúng ta không cần, chúng ta tạm thời bỏ qua, sau này chúng ta rành rồi chúng ta đọc lại chúng ta rất là dễ hiểu. Còn bây giờ các bạn chỉ cần nhớ cho mình là gì, suy và vượng. Vượng có nghĩa là cung ngũ hành thì vượng, được sinh thì vượng, tạm thời mình sẽ hiểu như vậy, hoặc là được phò trợ thì là vượng. Còn suy là khi mình sinh cho nó, hoặc là mình khắc nó, hoặc nó khắc mình thì đều được gọi là suy, hoặc là nhập mồ hoặc là tuyệt thì đều được gọi là suy. Tạm thời sẽ hiểu như vậy cho nó đơn giản đó. Như vậy so với tháng đúng không, như vậy so với tháng thì chúng ta cùng sẽ có một cái kết luận nhỏ. Kết luận nhỏ là vượng hay suy, vượng hay suy so với tháng đó. Đấy là một cái kết luận nhỏ, tức là cái hào thể này này sẽ vượng hay suy trong cái tháng đó, cái tháng nó sẽ què. Tiếp tục đến bước thứ chưa xong bước này, tiếp tục là sau khi đối với tháng rồi thì cuối cùng nó sẽ so đối với ngày. Đối với ngày thì chúng ta cùng xét tư giống như tháng vậy đó, cùng theo thứ tự giống như xét với tháng luôn. Đầu tiên là cùng nhập mộ, xét nhập mộ, tuyệt, tám hợp cục, nhị hợp, nhị xung, sau đó cuối cùng mới đến ngũ hành là cuối cùng. Giống ý như là tháng, nhưng mà lúc này là chúng ta xét với ngày. Và sau cái bước này thì chúng ta cũng sẽ có một cái kết luận nhỏ, đó là cái hào thể này nó vượng hay là suy trong cái ngày giao quẻ.
trong ngày giao quẻ. Đó. Và sau khi có được cái hai cái kết luận nhỏ này này, hoặc là ba cái kết luận nhỏ này này, thì lúc đó chúng ta mới suy ra tiếp, đúng không? Là cái kết luận của riêng cái bước 4 này là kết luận là hào thế vượng hay là suy, hay suy trong bước 4. Thì lúc này mình bắt đầu mình phải cân nhắc giữa hai cái lực lượng, lực lượng nào tốt hơn. Ví dụ như bên này làm cho vượng mà bên này làm cho suy, thì mình xem là lực lượng bên này nó mạnh hơn thì hào này vẫn còn được vượng. Còn mà lực lượng làm cho vượng mà nó yếu thế hơn lực lượng làm cho suy, thì mình lại xét là cái hào đó, mình lại tính cái hào đó là bị suy. Mà lúc đó thì rõ ràng là mở ngoặc đây mình phải có sự là cân nhắc, gọi là mình hay gọi là cân nhắc hoặc là cân đo đong đếm, giữa các cái này mình gọi là giữa các lực. Rồi tạm thời mình dùng cái từ này, tức là lực của tháng hay là lực của ngày hay là lực của sau này, thậm chí còn phải so lực của hao đồng nữa kìa. Nhưng mà hao đồng thì chúng ta sẽ xét tiếp sau. Rồi như vậy là xong cái bước 4, tiếp tục đến bước thứ 5. Bước thứ 5 thì chúng ta lại tính suy vượng của dùng thân. Cái bước tính suy vượng của dùng thân này chúng ta cũng làm hoàn toàn giống hao thế, giống hao thế. Rồi giống hao thế có nghĩa là gì? Đầu tiên chúng ta cũng phải so với năm trước, đúng không ạ? So với năm là đầu tiên, so với năm trước. Và so với năm thì chúng ta cũng chỉ xét thái tuế và tuế phá. Đó là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai là sau khi mà so với năm thì chúng ta mới so với tháng. So với tháng thì cũng phải theo thứ tự 1, xét nhập 1 tuyệt, rồi đến 8 hợp cục, đến nhì hợp, nhì xung, và cuối cùng mới đến ngũ hành. Đó là so với tháng. Và đương nhiên đâu sau khi so với tháng chúng ta cũng là có cái sự kết luận là vượng suy trong tháng. Tức là cái dùng thân của mình lúc này nó sẽ vượng hay là suy trong cái tháng mà mình sẽ quẻ, Tiếp theo, chúng ta lại so dùng thân với ngày, nó cũng sẽ theo thứ tự giống như tháng luôn. Đó. Giống như tháng, điều này có nghĩa là nó cũng theo thứ tự là mồ, rồi tuyệt, rồi tám hợp, rồi nhì hợp, nhì xung, rồi cuối cùng mới đến ngũ hành. Đó. Các bạn nhớ nhé, thứ tự này là các bạn nên đi theo thứ tự này nhé, không nên đi thứ tự khác. Tiếp tục. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái kết luận nhỏ, đúng không? Tức là vượng suy là trong ngày, vượng suy của dùng thân trong ngày. Sau đó chúng ta cũng sẽ có cái kết luận trong bước 5. Kết luận trong cái bước 5 này là dùng thân vượng hay suy là trong cái bước 5 này. Và nhắc lại chúng ta vẫn tiếp tục cân đo đong đếm cái lực, cái thể lực của hai cái ba cái này để chúng ta nhận định được là cái dùng thân nó bị vượng hay nó bị suy. Nó vượng là nó sẽ vượng ở mức nào, nó suy là nó suy ở mức nào. Tiếp tục đối với bước thứ 6 thì lúc này chúng ta mới xét hao đồng, rồi lực của hao đồng và tương tác giữa
hào động và dùng thần. Rồi mình xóa cái vấn đề này ha. Rồi. Lúc này mình sẽ xem từ cái hao động là hao động gì và hao động này nó có lực hay không. Đó, tức là nó có sức hay không. Bởi vì động mà không có lực thì cũng không có tác động, không có tác dụng. Mà động cũng cần phải có lực. Nhưng mà thường mà đồng không có lực rồi thì đến lúc nào vương nó cũng sẽ có lực. Nhưng mà tạm thời chúng ta có thể hiểu rằng là tạm thời nó sẽ có những trường hợp hao đồng nó sẽ không có lực. Rồi, và chúng ta sẽ xem cái tương tác giữa hao đồng đối với dùng thân. Đó. Thì ví dụ như là hao đồng mà nó sinh hoặc nó pho cho dùng thân thì sẽ làm cho dùng thân vương lên. Còn hao đồng mà ví dụ khắc cho dùng thân thì sẽ làm cho dùng thân suy xuống. À, chúng ta có thể tạm hiểu rằng như là vậy. Còn cái lực của hao động, tức là hao động đó có lực hay hao động đó vô lực, thì nó sẽ có chia làm nhiều cái trường hợp khác nhau, thì từ từ chúng ta sẽ học sau. Ví dụ như là động hóa mồ hay là động hóa tuyệt hay là hóa hồi đầu khắc thì sẽ là vô lực, ví dụ như vậy. À, còn ví dụ như động tiến thân rồi, hoặc là chúng ta có thể ghi luôn cũng được, các bạn cũng phải ghi luôn một số cái trường hợp mà dùng thân là có lực này. Đương nhiên tạm thời liệt kê thôi, nó chưa hết được các cái trường hợp, nhưng mà chúng ta có thể tạm thời chúng ta liệt kê để chúng ta học từ từ sau. Đầu tiên có lực là ví dụ như hóa hồi đầu sinh. Hóa hồi đầu sinh. À, như thế nào hóa hồi đầu sinh chúng ta sẽ học sau. À, hóa tiến thân thì là có lực. Đó, tạm thời như vậy, còn tạm thời là không có lực. Không có lực là hóa hồi đầu khắc. Hóa hồi đầu khắc. Không có lực. Đương nhiên những cái trường hợp này chúng ta sẽ học sau nhé. Ở đây chúng ta chỉ liệt kê ra được thôi. Rồi hóa thoại thân. Hóa thoại thân. Rồi hóa mô. Hóa mô. Hóa tuyệt. À, chúng ta cũng được xem là không có lực. Tạm thời xem cũng không có lực, nhưng mà lưu ý khi hao mà rất vượng thì lại vẫn có lực. À, nó hơi rắc rối cái chỗ này. Tức là khi mà xét những cái này thì mình lại cần xem được cái hao đó, cái mức độ vượng của nó như thế nào, để biết xem thực sự là nó có bị mất lực hay không. Cho nên nó cũng hơi rắc rối. Cho nên là tạm thời cái bước này các bạn cứ ghi như vậy cái đã. Còn cụ thể như thế nào sau này từ từ chúng ta sẽ học, không có vội nha. Còn nếu như ghi mà nhiều quá thì là các bạn lại càng bị loạn nữa. Các bạn lại càng thấy nó rối lắm nữa. Cho nên là tạm thời chúng ta chỉ ghi mức độ đó thôi, còn chưa dùng đến đâu. À, rồi cuối cùng là tương tác giữa hao động và dùng thân. Tức là hao đồng pho trợ hay là sinh cho dùng thân thì sẽ làm cho dùng thân vượng hơn, hay hao đồng mà khắc dùng thân thì sẽ làm cho dùng thân bị xấu đi, hay là bị suy đi. Tạm thời hiểu như vậy. Và bước thứ bảy đó là chúng ta sẽ kết luận tốt hay là xấu cho câu hỏi đặt ra. Tức là câu hỏi có nghĩa là bước lên là được kết luận cho cả cái quẻ luôn rồi đó. Cả cái quẻ mình nó sẽ tốt hay là xấu, tốt là tốt như thế nào, xấu là xấu như thế nào, vân vân. Thì nó nằm ở cái bước này, chúng ta gọi là bước kết luận cho câu hỏi, tức là cho cả cái quẻ của mình luôn. Tiếp theo bước thứ 8 đó là xác định ứng kỳ. Ứng kỳ là gì? Ứng kỳ là cái thời điểm nó sẽ xảy ra sự việc. Ví dụ như mình nói là
tôi sẽ có tiền thì khi nào có tiền thì đó là ứng kỳ. Tôi sẽ mất tiền thì khi nào mất tiền, đó là ứng kỳ. Tôi bị bệnh thì khi nào sẽ bệnh hết bệnh, đó là ứng kỳ. Hoặc là người đó bị bệnh mà nặng quá, khi nào chết hoặc là khi nào mất thì đó cũng được xem là ứng kỳ. Ứng kỳ là cái thời điểm xảy ra sự việc. Thì ở cái ứng kỳ này mình có nguyên một cái chương nói về cái phần ứng kỳ này luôn. Cái chương ứng kỳ đó là trang 76-77 trong cái quyển tài liệu của mình. Thì các bạn ghi là trang 76-77 trong tài liệu thì có nguyên cái phần ứng kỳ đó. Tức là trường hợp nào thì cái ứng kỳ là xảy ra lúc nào thì trong đó mình có liệt kê ra. Cuối cùng là cái bước này là bước thứ 9, là bước cuối cùng, đó là các cái thông tin bổ trợ. Bổ trợ kèm theo tức là các cái thông tin mà mình thấy kèm theo ở trong quẻ. Thì cái này thì thường là mình cũng phải đi chuyên sâu một tí thì mình mới khai thác các cái thông tin trong quẻ này, các cái thông tin bổ trợ trong quẻ này. Ví dụ như là cái thông tin kèm theo mà trong quẻ nó thể hiện mà chúng ta có thể giải được thì chúng ta nói với khách hàng. Và lưu ý rằng ở cái mức cơ bản ban đầu thì có một cái điều mà chúng ta cần phải trao đổi với khách hàng, hoặc là cả chúng ta cần phải biết rằng là khi chúng ta hỏi cái vấn đề gì thì chúng ta phải hỏi rõ ràng và một ý duy nhất. Tức là hỏi hôm nay tôi có tiền không thì phải hỏi rõ ràng là hôm nay tôi có tiền không. Là chúng ta phải hỏi rõ cái câu hỏi đó ra, và câu hỏi chỉ có một ý. Chứ không được hỏi là ví dụ như là tôi chuyển công việc ở công ty A tốt hay là công ty B tốt, đúng không? Thì khi chúng ta luận lục hào thì nó sẽ rất là khó. Cho nên chúng ta phải hỏi là tôi chuyển việc qua công ty A có tốt không, hỏi rõ ràng như vậy. Rồi hoặc là tôi chuyển việc qua công ty B tốt hay không, phải hỏi câu hỏi nó rõ ràng như vậy. Và chúng ta không được hỏi những câu hỏi là hai ý hoặc là những câu hỏi đúng đôi, đúng không? Đối với cái kính dịch lục hào phần cơ bản là như vậy. Rồi tiếp theo cái phần thông tin bổ trợ này thì chúng ta sau này chúng ta sẽ biết được rằng là cả cái thông tin mà nó xuất hiện trong quẻ là không hẳn là hoàn toàn là toàn là những cái thông tin mà chúng ta đặt câu hỏi, mà có thể những cái thông tin đó không hề liên quan đến câu hỏi thì chúng ta vẫn có thể khai thác được. Ví dụ như chỉ cần đặt câu hỏi là hôm nay tôi có tiền không, nhưng mà trong quẻ nó vẫn xuất hiện cái chuyện là gì, phong thủy của ngôi nhà mình bị xấu, hay quanh nhà mình có con đường, hay quanh nhà mình có cái cầu, hay quanh nhà mình có con sông, quanh nhà mình có cái cây, hay quanh nhà mình có cột điện, và những cái tác nhân ví dụ như dòng sông, cột điện, con đường, cây cầu vân vân, hay là cái chùa, hay là cái miếu vân vân, quanh nhà mình nó xấu hay là nó tốt cho căn nhà mình, thì tất cả mình đều có thể khai thác được. Mặc dù câu hỏi chúng ta thấy đang hỏi là hỏi về tiền thì những cái thông tin nó không thể liên quan đến cái câu hỏi, hoặc là thậm chí hỏi về tiền nhưng mà chúng ta vẫn có thể xem được là ví dụ như là người đó hoặc là chồng người đó đi là có ngoại tình hay không, có bồ nhí hay không, vân vân, thì nó xuất hiện trong quẻ thì chúng ta có thể giải đáp được. Thì cái đó nó nằm trong cái phần mình gọi là thông tin bổ trợ, thì chúng ta cần phải đi chuyên sâu hơn, đi vào cả cái quẻ chuyên sâu hoặc là cái khóa nâng cao thì chúng ta sẽ có phần trong đó. Còn tạm thời thì chúng ta sẽ chỉ làm từ bước 1 đến bước 8 thôi để chúng ta giải một quẻ. Trong đó nếu như mà chúng ta hỏi cho bản thân mình thì chúng ta có thể bỏ qua bước 3 và bước 4. Tức là cái bước mà sẽ thao thế, mối tương quan giữa thao thế với dùng thần, và cái bước là suy vượt của thao thế, tức là bước 3 và bước 4. Nếu như chúng ta hỏi cho chính bản thân mình thì chúng ta có thể xem luôn cả hai bước đó, làm cả hai bước đó. Nếu chúng ta không hỏi cho bản thân mình thì chúng ta có thể bỏ hai bước đó, chúng ta không có làm, là cái thứ nhất. Cái tiếp theo nữa là tám cái bước là mình cũng đã trải qua rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều thời gian để mình nghiệm ra được tám cái bước này. Và các bạn khi các bạn áp dụng, các bạn cố gắng đi từng cái bước và từng cái chi tiết trong bước mà theo thứ tự đó, thì các bạn sẽ thấy cái việc giải quẻ kinh dịch nó không phải là khó và nó không phải mơ hồ như lâu nay chúng ta bị vấp phải, mà cái việc giải quẻ nó sẽ có sự logic, nó sẽ có sự khoa học, và mình sẽ không bị cái sai sót trong cái việc giải quẻ. Đương nhiên đối với các bạn khi chúng ta mới lần đầu chúng ta giải những cái quẻ thì chúng ta thấy tạm được, chúng ta thấy hơi đổi đắm, hơi phức tạp, nhưng mà các bạn yên tâm, các bạn giải mấy quẻ rồi thì các bạn sẽ thấy nó cũng hết sức đơn giản chứ không phải là khó. Và đương nhiên gặp một số cái trường hợp thì các cái bước của chúng ta nó cũng có thể rút ngắn lại.
nó không phải nhiều như vậy, nhưng có những trường hợp là chúng ta chỉ cần giải đến bước 2, bước 3 là chúng ta có thể kết luận được luôn rồi. Thì đương nhiên từ từ chúng ta sẽ có những cái ví dụ đó chi tiết để hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn trong cái các cái bước luận què này. Như vậy cái buổi thứ 19 của bộ môn kinh dịch đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài thứ 20. Trong bài thứ 20 thì mình sẽ bắt đầu đi vào giải cho các bạn một số cái ví dụ để các bạn bắt đầu làm quen với các cái bước giải què này. Xin chào, hẹn gặp lại.